Xin chào các bạn, nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì hiện tại bây giờ cả nước của chúng ta cũng như là thành phố Hồ Chí Minh đang bị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi vì dịch Covid, cho nên là mọi thứ, công việc kinh doanh cũng như là các anh chị khách hàng của Duy cũng đang rất là khó khăn, cũng như là trong cái mùa dịch này đó. Thì Duy nghĩ là với cái sự ráo riết cũng như là quyết tâm của chính phủ cũng như là thành phố Hồ Chí Minh hiện tại bây giờ, thì Duy nghĩ là trong một thời gian ngắn nữa thôi thì mọi thứ cũng sẽ trả lại bình thường các bạn nha. Đó, thì bằng video clip này, trước tiên thì Duy xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các anh chị cũng như là gia đình của mình thật là nhiều sức khỏe cũng như là an toàn trong cái mùa dịch này. Thì khi mà nhận được cái chương trình mà khuyến mãi đặc biệt trong cái tháng 7 này các bạn, thì Duy không chần chờ nữa các bạn, thà Duy bắt tay vào để làm cái clip này ngay luôn đó, bởi vì là Duy thấy cái chương trình nó quá ư là hấp dẫn cũng như là vô cùng đặc biệt. Và Duy khẳng định luôn, chưa bao giờ có trong cái lịch sử mua xe của Mercedes-Benz luôn các bạn. Thì như các bạn đã biết rồi, thì trước đây Duy có đăng một cái thông tin là mua chiếc xe Mercedes-Benz chỉ với 5 triệu đồng một tháng các bạn. Thì cái chương trình đó thì nó cũng đã kết thúc cách đây một thời gian rồi, nhưng hiện tại bây giờ thì Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy lại tiếp tục cho ra một cái chương trình nữa các bạn, vô cùng đặc biệt luôn đó. Thì mua chiếc xe C180 AMG này các bạn chỉ trả 1,8 triệu đồng trên một tháng, 1,8 triệu đồng trên một tháng các bạn nha, Duy không có nói sai cũng như không có nói nhầm đâu đó, chỉ trả 1,8 triệu đồng trên một tháng thôi đó. Các bạn biết rồi ha, hiện tại thì bây giờ là dịch Covid rất là khó khăn, cũng như là tất cả những cái ngành nghề, công việc, có kinh doanh đều bị ảnh hưởng đó. Thì cái việc mà để mua một cái chiếc xe Mercedes-Benz cũng như là mua một cái món đồ gì mà đắt tiền các bạn thì rất là cân nhắc trong cái mùa dịch này đó. Nhưng hiện tại bây giờ các bạn biết rồi, tất cả hầu như là những cái phương tiện công cộng đều không có hoạt động ha. Thì việc mà chúng ta trang bị cho gia đình của chúng ta một chiếc xe vừa an toàn, vừa sang trọng và đẳng cấp, về phía công ty bên Duy sẽ đưa ra một cái chính sách đó, các bạn thấy không, chỉ trả cho cái chiếc xe này 1,8 triệu đồng trên một tháng thôi. Duy nghĩ nha, thì với 1,8 triệu đồng trên một tháng này thì hầu như là chúng ta cũng rất là khó làm được cái việc gì ha đó. Nhưng mà các bạn tin không, mua được chiếc xe Mercedes-Benz luôn đó. Và bây giờ thì cái chương trình đó nó sẽ cụ thể như thế nào các bạn, thì các anh chị có thể là liên hệ trực tiếp với Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979 ha. Và bây giờ thì Duy sẽ mời các bạn coi như là đi xem một vòng lại cái chiếc xe Mercedes-Benz C180 AMG này, một chiếc xe rất là đẹp, rất là thời trang, rất là cá tính. Và Duy nghĩ là với cái chiếc xe này thì nó sẽ không còn cái chiếc xe nào mà hợp lý hơn, cũng như là với mức trả 1,8 triệu đồng này thì các anh chị đừng đi tìm một cái mẫu xe nào khác nữa các anh chị, mà đây chính là cái chiếc xe của anh chị đây. Đây Duy sẽ cho các anh chị xem nè. Về phần đầu xe thì chiếc xe C180 này thì Duy cũng đã giới thiệu cũng như là đã review cũng như là đã lái thử rất là nhiều rồi ha. Đó các bạn thấy nè, thiết kế của cái phần đầu xe nè, những cái chi tiết ha, rất là sắc sảo ha, lưới tản nhiệt viên kim cương nè các bạn thấy không. Đó, đèn pha của chúng ta là đèn pha công nghệ LED hết rồi. Và đặc biệt nữa các bạn, chiếc xe này được sở hữu một cái ngoại thất coi như là gần như 100% so với lại cái người Anh là C300 AMG ha. Kể cả bộ mâm của chúng ta này, các bạn sẽ thấy nè, bộ mâm AMG nè, 18 inch nè ha. Lớp xe là lớp Runlat luôn, rất là đẹp ha. Cameraman đi ra phía sau một chút xíu cho các bạn xem nha. Ngày hôm nay thì Duy sẽ chọn cái chiếc xe có một phối màu là màu đỏ ha, rất là thời trang, rất là cá tính. Và Duy nghĩ là cái màu sơn màu đỏ này nó cũng sẽ rất là phù hợp với là những cái anh chị và các bạn coi như là yêu thích cái phong thủy của chiếc xe ha. Đó. Bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem lại một vòng nội thất của chiếc xe C180 AMG này. Đó, đây là phần nội thất nè các bạn. Bây giờ Duy sẽ đề máy lên nha. Đó thì cái về cái phần nội thất này thì nó hầu như là nó sẽ sở hữu gần như là đầy đủ ha các bạn, coi như là đủ xài cho một chiếc xe ô tô hiện tại bây giờ các bạn, nó sẽ không dư, nó cũng sẽ không thiếu luôn. Và đặc biệt đối với chiếc xe Mercedes-Benz nói chung hoặc là chiếc xe C180 AMG này nó riêng thì nó vẫn đảm bảo sở hữu hầu như là
100% hệ thống an toàn từ Mercedes-Benz. Có nghĩa là đối với Mercedes-Benz các bạn, hệ thống an toàn đó là tiêu chuẩn. Có nghĩa là từ một cái chiếc xe ở một cái phân khúc coi như là thấp nhất của Mercedes đến những cái mẫu xe mà cái phân khúc cao nhất của Mercedes-Benz thì hầu như đều sở hữu một cái hệ thống an toàn coi như là duy nhất thôi. Mức trả là 1,8 triệu đồng trên một tháng thôi các bạn. Thì các bạn cần phải trả trước bao nhiêu? Thì chính xác là các bạn sẽ trả trước 20% giá trị xe của chiếc xe C180 AMG này. Thì với cái giá bán của chiếc xe C180 AMG các bạn thì nó là 1 tỷ 499 triệu đồng. Thì các anh chị chỉ trả trước là 300 triệu đồng thôi các bạn nha. Đó, và mỗi tháng là 1,8 triệu đồng. Thì các anh chị và các bạn đã sở hữu được cái chiếc xe Mercedes-Benz C180 AMG này rồi. Đó, rất là tuyệt vời luôn ha. Thì những anh chị và các bạn nào đang quan tâm đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz cũng như là chiếc xe C180 AMG này thì các anh chị đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Đó, nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình ha. Những anh chị và các bạn nào hoặc là những cái người thân của anh chị các bạn nào đang quan tâm đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì các anh chị có thể là giới thiệu cái chương trình này cho người thân của mình, cho bạn bè của mình ha. Ok, bây giờ xin được phép kết thúc video clip tại đây ha. Các bạn xin hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo.